Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp chuyên gia cảnh báo giá gạo trong nước đang có tình trạng thương lái trung gian tung chiều đơn hàng ảo, thông tin hỏa mù để đẩy giá buôn qua bán lại trong nước nhằm kiếm lợi. Giá lúa tăng là niềm vui cho bà con nông dân. Thế nhưng, điểm bất thường là chỉ trong thời gian ngắn, giá lúa gạo trong nước nhảy múa và cao hơn cả giá xuất khẩu. Điểm bất thường này được các chuyên gia doanh nghiệp chỉ ra là do thương lái thu mua và trung gian kinh doanh gạo trong nước tung chiều đẩy giá. Ông Phạm Văn Có, giám đốc marketing công ty trách nhiệm hữu hạn Vi chỉ ra, thị trường đang tích cực, giá tốt, họ sẽ đẩy lên mạng thông tin các đơn hàng ảo như có thương nhân nước ngoài đang có nhu cầu mua số lượng hơn 100.000 đến 200.000 tấn với mức giá mua vào rất cao. Khi đó, những người buôn bán gạo thiếu kinh nghiệm sẽ bị sập bẫy mua hàng vào giá cao và ôm hàng vì họ kỳ vọng giá gạo còn tăng cao hơn nữa. Khi đó, những người buôn bán gạo thiếu kinh nghiệm sẽ bị sập bẫy mua vào giá cao và ôm hàng đợi vì họ kỳ vọng giá gạo còn tăng cao hơn nữa. Ông có dẫn ví dụ, thương lái A và B bắt tay nhau. Hôm nay, họ gom mua vào một lượng lớn gạo thu hoạch với giá 8 đồng. Ngay hôm sau, họ có một đội tung các thông tin những đơn hàng lớn với giá gạo mua rất cao lên tới hơn 10 đồng cùng loại gạo đó, thông tin làm thị trường sôi sục, những thương nhân khác lo giá gạo sẽ tăng nữa nên khi thương lái A và B bán với giá chỉ 9 đồng là họ mua ngay, còn thương lái A B đắc lợi vì bán được giá. Cứ thế, thương lái trung gian kinh doanh gạo sẽ tìm cách đẩy giá gạo lên, buôn qua bán lại trong nước để kiếm lợi nhuận đến khi đó, thương lái nào mua cuối cùng ôm hàng lượng lớn với giá cao ngất sẽ thiệt hại vì không bán ra được. Hệ quả, giá gạo tăng cao, người tiêu dùng trong nước chịu thiệt, còn doanh nghiệp thì không xuất khẩu được. Sau đợt này sẽ có nhiều doanh nghiệp phá sản, khi đó nông dân bị ảnh hưởng vì mùa vụ sau ai thu mua cho họ, ông có cảnh báo. Hiện tượng tăng giá gạo quá cao trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Theo ông Nguyễn Thanh Long, chuyên gia ngành gạo, khâu trung gian từ thương lái thu mua lúa nông dân, đẩy giá lên một mức, qua nhà máy xay xát chế biến ra gạo thành phẩm, đẩy lên một mức nữa, rồi đến doanh nghiệp xuất khẩu thì giá gạo đã quá cao. Thị trường trong nước biến động tạo ra tâm lý kỳ vọng giá gạo sẽ tăng cao hơn nữa, thương lái ôm hàng đẩy giá gạo tăng nhanh quá mức. Điều đó lý giải nghịch lý hiện nay của ngành lúa gạo Việt Nam là giá gạo nội địa cao hơn giá xuất khẩu. Cụ thể, với giá lúa tươi ở mức 8.000 đồng một ký thì qua các công đoạn chế biến, chi phí khác để tạo ra gạo thành phẩm xuất khẩu loại gạo trắng 5% tấm phải ở mức 860 đến 960 USD một tấn. Thế nhưng giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm hiện nay được chào cao nhất cũng chỉ 650 USD một tấn, ông Long chia sẻ. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo hiện nay cho biết giá gạo trong nước ở mức cao khiến họ phải ngừng thu mua lẫn xuất khẩu. Một số doanh nghiệp ký hợp đồng với khách hàng cách đây một tháng, giờ chấp nhận bồi thường hợp đồng chứ không thể giao hàng. Theo tính toán của doanh nghiệp, hợp đồng đã ký có giá khoảng 550 USD một tấn. Nếu không giao hàng thì mỗi tấn gạo doanh nghiệp phải bồi thường 10%, tính ra khoảng 55 USD một tấn. Trong khi nếu mua gạo trong nước với giá cao hiện nay để giao hàng thì doanh nghiệp lỗ hơn 150 USD một tấn ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng cho biết, doanh nghiệp không dám mua vào, không dám ký hợp đồng mới vì giá nội địa cao hơn xuất khẩu, chỉ tập trung lấy gạo trong kho giao hợp đồng đã ký. Theo ông Đôn, dù ngành lúa gạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp tốt hơn, nhưng liên kết vẫn không thể hết vùng sản xuất. Do đó, lỗ hổng ngành lúa gạo vẫn xảy ra khi giá gạo tăng, thương lái họ có thể ép giá nông dân và đẩy giá bán cho các nhà máy, doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nếu không liên kết, đợi ký được hợp đồng xuất khẩu rồi mới đi thu mua thì sớm muộn cũng gặp rủi ro khi giá lúa trong nước tăng, nguy cơ thua lỗ cao. Ông Đôn nói, vì vậy doanh nghiệp cần chủ động thu mua gạo trước rồi mới ký hợp đồng, tính toán trước nguồn hàng, tồn kho, mua giá đảm bảo nông dân có lợi nhuận. Cũng theo dự báo của ông Đôn, giá lúa gạo trong nước sau khi bị đẩy giá tăng cao sẽ từ từ quay về mức giá phù hợp. Với nhu cầu lương thực thế giới vẫn tăng, mặt bằng giá gạo vẫn rất tốt trong thời gian tới. Thông tin thêm, theo Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2023, cả nước đã xuất khẩu hơn 4,8 triệu tấn gạo, trị giá gần 2,6 tỷ USD, tăng 19% về lượng và tăng gần 30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Và đến thời điểm hiện tại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 11 năm qua, là tín hiệu vui cho bà con nông dân cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trên plo